neem ở Việt Nam còn có tên gọi khác là cây xoan chịu hạt vì nó sống ở miền nhiệt đới cao từ 10 đến 20 mét, có nguồn gốc từ Ấn Độ và rất là thích hợp với khí hậu khô nóng. Lá neem có màu xanh đậm, có cuốn lá ngắn và có vị hơi đắng. Hoa của cây neem thì có màu trắng với hương thơm dịu nhẹ. Quả của cây neem thì gần giống như là quả liêu và có hình tròn, hạt giống như là hạt hạnh nhân. Cây neem Ấn Độ được mệnh danh là cây thần dược vì nó chữa được rất là nhiều bệnh tật, đặc biệt là bệnh tiểu đường. Người mắc bệnh tiểu đường có thể giữ được lượng đường ổn định trong máu nhờ uống trà lá neem mỗi ngày. Bột của lá neem thì cũng có công dụng rất là tuyệt vời cho làn da như là điều trị mụn trứng cá, lở loét, da nhăn, da khô, vẩy nến và da bị lão hóa. Lá neem có chứa chất chống oxy hóa và các hợp chất có lợi khác, có tác nhân chống nấm, chống vi khuẩn và chống viêm. Bột lá neem có thể sử dụng theo cách như là uống để điều trị bệnh tiểu đường, bệnh viêm loét dạ dày, ung thư. Ngoài da thì có thể đắp mặt ngoài da để trị mụn, làm sáng da, hỗ trợ điều trị bệnh viêm da, nổi mẩn ngứa, dị ứng, giúp kiềm dầu, khô thoáng và giúp xe khít lỗ chân lông. Dùng để gội đầu, để trị gầu, nấm da đầu, giảm ngứa và giảm rụng tóc.